Thưa quý vị và các bạn, sau mỗi dịp nghỉ Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp lại phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động. Dự báo trước thực tế trên, nhiều doanh nghiệp đã có giải pháp nhằm giữ chân công nhân để ổn định sản xuất, đảm bảo đúng tiến độ đơn hàng. Sau Tết Nguyên đán, công ty cổ phần may Hưng Vũ trên địa bàn xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi bị thiếu hụt gần 60 trong tổng số 450 công nhân, tương đương với khoảng 15%. Nhiều vị trí trong dây chuyền sản xuất vì thế đã bị bỏ không. Lãnh đạo đơn vị này cho biết, dù tình trạng này năm nào cũng xảy ra, nhưng sự thiếu hụt năm nay nhiều gấp đôi những năm trước, nên thách thức phải đối mặt là không nhỏ, bởi đơn hàng của công ty đã ký đến hết quý 2 năm 2024. Trước thực trạng trên, công ty đã chú trọng giữ chân công nhân bằng cách giảm giờ làm, nghỉ chủ nhật, chăm lo và thực hiện tốt các chế độ chính sách, thậm chí phải chấp nhận giảm lợi nhuận chung và có ưu đãi đặc biệt với những lao động mới tuyển vào. Trong thời gian này, chúng tôi cũng cố gắng đưa ra chế độ tốt nhất để thu hút cũng như là giữ người lao động ở lại để tiếp tục làm việc với công ty, giải quyết những cái đơn hàng mà hiện tại chúng tôi đã đang vào sản xuất, đàm phán với khách hàng để thêm thời gian giao hàng, và cái kế hoạch tiếp theo chúng tôi cũng có những cái đề nghị kéo dài thời gian sản xuất. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay công ty cổ phần Đức Hiếu đóng trên địa bàn xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào, đơn vị chuyên sản xuất bao bì phức hợp đã chủ động những biện pháp ngay từ khi công nhân về nghỉ Tết. Nhờ đó, dù sử dụng nhiều công nhân ở các tỉnh xa, nhưng lượng lao động thiếu hụt chỉ khoảng dưới 10%. Dù vậy, để đảm bảo thời gian giao hàng, phương án đầu tiên được đưa ra là vận động công nhân là làm thêm giờ, một công nhân đảm nhiệm nhiều vị trí, công đoạn sản xuất khác nhau, đồng thời chuyển một số mặt hàng đơn giản có thể làm thủ công về gia công tại các gia đình. Quan tâm đến cái đời sống, cái tinh thần của anh em công nhân, nó là một cái cơ sở tạo điều kiện, một cái động lực để cho anh em phát triển một sự gắn bó lâu dài. Năm nay riêng là lương tháng 13 cộng thêm nửa tháng lương nữa, và người ở xa là có thêm cả chế độ đi xe, tàu xe đi lại. Qua khảo sát, hiện có khá nhiều doanh nghiệp sau Tết rơi vào tình trạng này. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do lượng lớn công nhân ở tỉnh xa về, nghỉ, sau đó không quay trở lại. Một số khác tìm được công việc mới phù hợp hơn. Cùng với đó là hiện có rất nhiều doanh nghiệp mới hoặc chuẩn bị đi vào hoạt động rất cần người lao động. Với thực tế này, các doanh nghiệp cần chuẩn bị cho mình những phương án ứng phó tối ưu nhất, có lộ trình nhằm đảm bảo việc sản xuất ổn định.